Xin kính chào cô chú, quý mạnh thường quân, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, quý vị và các bạn thân mến. Thì hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 1 năm 2024 và con Tinh Thành Võ làm tại phòng tiếp nhận hồ sơ phòng khám Cha Tường yêu thương cho không, nơi phòng khám cũ của Cha Tường mà các thầy đang làm việc. Thì hôm nay thì con cũng xin điểm lại các hoạt động diễn ra tại phòng khám. Mong quý cô chú, anh chị, quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Thì tiếp theo thì con cũng mời các cô chú, quý vị, quý anh chị tham quan nơi phòng khám. Đây là phòng thầy Thanh. Thầy Thanh cũng đang tư vấn cho các bệnh nhân cũng như tổ chức khám chữa bệnh. Nhưng mà bác sĩ tư vấn là cái này là ok, bằng tính hết, nhưng mà có 3 tháng. Các bệnh nhân đem các hồ sơ mới đi khám bệnh về để cho thầy Thanh phân tích để xem cái chỉ số ung thư giảm như thế nào. Ngày nào cho anh Giang cũng chở một xe nước đến đây để phục vụ cho bà con. Cũng chân thành cảm ơn gia đình anh Giang nhiệt tình ủng hộ phòng khám, nơi chỗ cô Hạnh, phòng thuốc cô Hạnh. Các bệnh nhân cũng như thường ngày cũng ngồi đợi tại phòng cấp thuốc. Sau đây chúng ta vào phòng của thầy Quý. Thầy Quý cũng như đang khám bệnh cho bệnh nhân, cũng như tư vấn. Nói ngủ được mấy tiếng. Ngon lắm. Cái nước tiểu màu gì? Lạy Chúa, lạy Cha, mong Chúa và Cha phù hộ cho các bệnh nhân mau lành bệnh trở về với gia đình. lắm. Khỏe rồi. Khỏe. Nơi làm việc của thầy Võ Duy Tiến. Đây là phòng xoa bóp bấm nguyệt của quý vị. Chăm cứu này. Thầy Tứ Mai đang theo dõi các bệnh nhân cũng như chăm cứu tại đây. Xoa bóp bấm huyệt. Mẹ lại nó sống nó trước lắm. Cho đây gặp hai chú bảo vệ. Đây là thông báo lúc 7:30 thứ bảy ngày 6 tháng 1 thì phòng khám đã tổ chức vận hành phát đồ và hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân, đồng thời tổ chức phát quà Tết cho các bệnh nhân. Xin chân thành thông báo. Sau đây chúng ta ra tham quan cái khu vực xây dựng phòng khám Cha Tường yêu thương cho không với tiến độ đến thời điểm này như thế này. Thì kính thưa quý vị, quý cô chú, các anh chị và các bạn, thì truyền thông cũng là Thành Võ xin tiết lộ thêm, con thì là bạn học thời trung học phổ thông với Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, nơi con đang đứng là ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Thì nhìn về hướng đông, nơi đây chỉ cách dòng sông Cổ Chiên hơn 1,5 km, là vùng đất nói chung là trở nặng phù sa, đã sinh ra và nuôi lớn anh em chúng tôi. Giờ đây anh em chúng con cách biệt âm dương từ khi cha mất. Trước trong và sau khi cha mất thì con như gánh một phần trách nhiệm làm tròn nghĩa vụ của một người bạn. Thì đến hôm nay cũng vậy, cảm thấy mình gánh một phần trách nhiệm, sứ mệnh làm sao góp một phần công sức nhỏ bé để công trình nghiên cứu của Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường mãi mãi phát triển và là công trình thật sự giúp đời giúp người. Con cũng có mấy lời tâm sự, cũng xin quý cô chú, quý anh chị cũng đồng cảm, xét theo mức độ cá nhân của con suy nghĩ vậy thôi. Hôm nay thì công việc xây dựng cũng vẫn như ngày nào, vẫn bắt đầu. Giờ đây bắt đầu xây dựng các cái phòng bóng việc, rồi phòng gấp thuốc ở đây. Dạ, con cũng đại diện phòng khám Cha Tường yêu thương cho không, địa chỉ ấp Giồng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Thì xin đại diện chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân, chính quyền địa phương trong thời gian qua đã giúp đỡ nhiệt tình, giúp đỡ cho phòng khám. Đó là những tấm lòng vàng mà các thầy luôn trân quý để cho phòng khám ngày càng có điều kiện để hỗ trợ bệnh nhân ung thư, giúp cho bệnh nhân mau lành bệnh để trở về với gia đình, người thân mong đợi và hưởng một cái Tết đầm ấm vui vẻ. Dạ, con xin có đây kết thúc video. Xin kính chào tạm biệt cô chú, quý vị và các bạn. Xin trân trọng kính chào.